tình cũ vừa bị nghi có người mới, Huỳnh Anh đã vội đáp trả như thế này đây. Hành động này của Huỳnh Anh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Sau 3 năm yêu nhau, chuyện tình đẹp của cặp đôi Hoàng Anh, Huỳnh Anh kết thúc và trở thành niềm tiếc nuối của bao người hâm mộ. Mặc dù đã chia tay, cả hai chia sẻ vẫn sẽ tiếp tục là bạn và ủng hộ nhau trên con đường sắp tới. Vừa qua, MC Hoàng Anh được bắt gặp khi xuất hiện tại một nhà hàng ở Sài Gòn và có cử chỉ thân mật với một chàng trai lạ mặt. Có người nhanh chóng nhận ra Hoàng Anh và đã chụp lại khoảnh khắc này. Chàng trai xuất hiện bên cạnh Hoàng Anh là người nước ngoài. Theo như hình ảnh có thể thấy, anh chàng đang rất ân cần, đút cho Hoàng Anh ăn. Cả hai rất tự nhiên dù nhà hàng khá đông khách. Cử chỉ thân mật của cả hai làm dấy lên nghi vấn, không biết liệu đây có phải là người mới của Hoàng Anh hay không. Rất nhiều người tò mò danh tính của anh chàng nước ngoài này và mối quan hệ của anh với Hoàng Anh. Sau khi tình cũ bị nghi có người yêu mới, thì ngay lập tức phía Huỳnh Anh đã có hành động đáp trả trên trang Instagram cá nhân. Anh chàng chia sẻ một bức ảnh chụp chung các cô gái ngạ quốc kèm theo dòng bình luận, gái Tây xin nhỉ hay yêu gái Tây đi. Hành động này của Huỳnh Anh khiến nhiều người phải tò mò và tự hỏi rằng liệu có phải do thấy bức ảnh Hoàng Anh được trai Tây đút đồ ăn thân mật nên nam diễn viên mới tỏ thái độ như thế này hay không. Sau khi tuyên bố đường ai nấy đi, nhiều fan vẫn hy vọng cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Hoàng Anh Huỳnh Anh quay lại với nhau, nhưng có vẻ mỗi người đều lấy lại được cân bằng và có cuộc sống riêng. Hiện tại Huỳnh Anh đang bận rộn với các dự án mới của mình. Vài tháng trước, Huỳnh Anh cũng vướng vào tin đồn bạn gái mới đi xem pháo hoa tại Đà Nẵng, nhưng cả hai đều phủ nhận về mối quan hệ. Họ đơn giản chỉ tham gia chuyến đi quay quảng bá du lịch tại đây và Huỳnh Anh cùng cô gái kia là hai nhân vật trải nghiệm mà thôi. Còn về phía Hoàng Anh, cô đã cắt tóc để thay đổi bản thân. Ngoài đi làm, Hoàng Anh còn rất biết chiều chuộng bản thân bằng cách đi du lịch ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Phong cách ăn mặc của bạn gái cũ Huỳnh Anh ngày càng gợi cảm hơn. Nhan sắc biến đổi chóng mặt của Hoa hậu Phương Nga sau một tháng ra tù. Với nhan sắc này, Hoa hậu Phương Nga dễ dàng nhận được những hợp đồng quảng cáo béo bở, vực dậy đời sống kinh tế một cách ngoạn mục. Một tháng trước, nhiều người mừng cho Hoa hậu Phương Nga khi được tại ngoại. Sau khi ra tù, cuộc sống và nhan sắc của Trương Hồ Phương Nga đã thay đổi rõ rệt. Nhiều người tin rằng với nhan sắc hiện tại, cô có thể kiếm được những hợp đồng quảng cáo béo bở. Phương Nga cho biết sau khi tại ngoại, cô thường ở nhà đọc sách và tập yoga, còn thì Dung phụ gia đình bán thuốc. Mới đây khi được hỏi về Cao Toàn Mỹ, hoa hậu liên tục dùng từ Anh. Phương Nga cho biết cô chưa bao giờ có ý định kiện ngược lại Cao Toàn Mỹ tội vu khống. Hoa hậu ngậm ngùi, tôi đã ảo tưởng rằng tình cảm anh Mỹ dành cho tôi là tình yêu. Những hình ảnh tươi tắn của Phương Nga sau khi ra tù. Hình ảnh của Phương Nga khi còn phải hầu tòa. Ca ngợi nam thần Sang Dong Gun, Hadi Won tranh thủ đá xoáy ông xã Trấn Thành. Nữ ca sĩ Hadi Won lại khiến nhiều người hâm mộ thích thú khi bóc mẻ Trấn Thành trước bàn cơm thiên hạ. Vừa qua, Hadi Won có đăng tải trên trang cá nhân một bài viết bằng tiếng Hàn nói về Sang Dong Gun. Kèm theo đó, cô có dòng chú thích ca ngợi nam diễn viên nổi tiếng, đẹp trai này, đã đẹp trai, có tài năng, có nhiều tiền, cưới xong lâu lâu chơi với bạn bè, cũng tới 12 giờ đêm là đi về nhà. Ông có phải là con người không? Đây mới đúng nghĩa là nam thần. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là kết lại đoạn chú thích, hai đứa quân lại hóm hỉnh nói về Trấn Thành khi đang say sưa khen Giang Đông Quân. Tôi thì cưới với con người nên à mà thôi. Trong phần bình luận ở phía dưới status, Hadi Won còn tranh thủ bóc mẻ ông xã Trấn Thành với bạn bè và người hâm mộ. Cô cho biết trong khi Giang Đông Quân đi chơi với bạn thì 12 giờ đêm là về nhà với vợ. Còn Trấn Thành thì đi luôn, đi chơi từ lúc 12 giờ đêm và về nhà sớm nhất cũng vào tầm 3-4 giờ sáng.
Được coi là cặp đôi lầy lội của showbiz, vợ chồng Harry Won Trấn Thành thường xuyên có những hành động dìm hàng nhau trước mọi người. Tuy vậy, cuộc sống hôn nhân của hai ngôi sao này vì thế rất thú vị và có nhiều tiếng cười. Đan Trường có phải người tình một thời được hé lộ trong tự truyện của Lâm Khánh Chi? Người tình đồng tính tên DT trong tự truyện vừa xuất bản của ca sĩ Lâm Khánh Chi với Đan Trường có khá nhiều sự trùng lặp lớn. Mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã ra mắt cuốn tự truyện mang tên Lột Xác. Nữ hoàng chuyển giới cũng tiết lộ, để chia sẻ 100% sự thật về cuộc đời, cô đã phải đấu tranh rất nhiều với bản thân. Điều gây xôn xao và hoang mang dư luận là những trích đoạn trong cuốn tự truyện được đăng tải đã lộ diện một nhân vật có tên viết tắt là DT. Lâm Khánh Chi gặp DT khi gia nhập đoàn hát Sau Đêm của bà bầu Hương Loan. Thời điểm đó vào khoảng năm 1996, năm 1997, Lâm Khánh Chi khi đó còn trong hình hài đàn ông với nghệ danh Lâm Chí Khanh đã cùng với ca sĩ DT tạo thành một cặp song ca được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt. Cụ thể đoạn tự truyện như sau: DT có vẻ hiền lành, thánh thiện, ai nhìn cũng xao xuyến, và tất nhiên tôi không là ngoại lệ. Anh hiền lắm, hiền tới mức có bị ai ăn hiếp cũng chỉ im lặng chịu đựng. Thời điểm đó gia đình DT vẫn còn cực lắm, DT phải bỏ học chữ để đi học nghề thợ tiện. Vừa học nghề vừa đi hát, DT còn làm đủ thứ việc để phụ cha mẹ kiếm sống, từ việc bán bánh mì tới bỏ mối bút chì ở các tiệm tạp hóa. Giai đoạn năm 1995, năm 1996, DT vẫn chưa có tên tuổi nên cát xê không đáng là bao. DT đi hát mà quanh đi quẩn lại, chỉ có vài bộ quần áo để mặc lên sân khấu. Hát bên nhau, sinh hoạt cùng nhau, hiểu nhau hơn, tôi yêu DT lúc nào không hay. Yêu DT, nhìn anh cực, tôi không chịu nổi, tôi rủ anh về nhà tôi chung sống. Tôi chăm sóc anh ăn, lo chỗ ngủ cho anh, mua cho anh điện thoại, quần áo, phụ kiện đi diễn. Hơn một năm trời, cặp trai đẹp DT Lâm Chí Khanh cùng chạy sâu khắp Việt Nam, gây bão ở những nơi chúng tôi đến. Chúng tôi trở thành cặp đôi nổi nhất của đoàn Sao Đêm, thường biểu diễn ở sân khấu Thảo Cầm Viên Sài Gòn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và công viên Lê Thị Riêng, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Chí Khanh cũng tiết lộ, vào giữa năm 1997, ông bầu nổi tiếng đã đến gặp và đề nghị ký hợp đồng, nhưng cô từ chối vì không muốn làm ảnh hưởng đến tình yêu dành cho DT. Tôi tuyệt đối không muốn làm điều gì tổn hại đến tình cảm giữa tôi và DT. Tôi kể với DT lời đề nghị của ông bầu đó, tôi không quên trấn an DT. Ông ấy rủ rê em hoài, ông hứa đưa em đi nước ngoài diễn, nhưng em không bỏ anh được, em từ chối rồi. Khi yêu, tôi yêu hết lòng, hết dạ với tình yêu của mình, mà không nghĩ đến điều gì khác, kể cả sự nghiệp riêng. Tình yêu của tôi với DT kéo dài êm đềm, được hơn một năm thì tan vỡ vì chính ông bầu ấy. Ngay lập tức cái tên DT bị nhiều khán giả liên tưởng ngay đến Đan Trường. Bởi ngoài trùng hợp tên viết tắt thì có khá nhiều trùng hợp khác giữa nhân vật DT trong tự truyện của Lâm Chí Khanh với nam ca sĩ Đan Trường. Ngoài đời như Đan Trường từng là hoàng tử V-pop hồi đầu thập niên 2000, anh cũng sở hữu gương mặt thánh thiện, tính cách hiền lành, ít nói như nhân vật DT. Song quan trọng hơn là Đan Trường cũng từng tâm sự về gia cảnh bản thân giống hệt DT, như bố mẹ nghèo khó, từng phải làm nhiều công việc vất vả như bỏ mối bút bi và bán bánh mì giúp bố mẹ, từng bỏ học để đi nghề thợ tiện và hành nghề thợ tiện một thời gian. Đan Trường cũng từng sinh hoạt trong đoàn hát Sao Đêm vào khoảng thời gian năm 1996, năm 1997 và song ca một số bản nhạc Hoa Lời Việt với Lâm Chí Khanh. Thời đó, cặp song ca đình đám nhất của đoàn Sao Đêm ngoài Đan Trường, Lâm Chí Khanh thì không còn cặp nào. Sau này Đan Trường đã tách đoàn để về công ty của Hoàng Tuấn, một ông bầu đình đám lúc bấy giờ, và vụ sáng thành ngôi sao hàng đầu V-pop cùng với những cái tên như Lam Trường, Minh Thuận. Cách đây 3 năm, Lâm Khánh Chi cũng từng chia sẻ về việc cô từng là một cặp song ca với Đan Trường ở thời đoàn Sao Đêm, song không tiết lộ về mối quan hệ yêu đương của cả hai. Liên hệ với Lâm Khánh Chi để làm rõ nhân vật DT có phải là ca sĩ Đan Trường hay không, nữ ca sĩ lại trả lời lấp lửng, tôi không muốn xác nhận một cá nhân nào vì sợ người ta nghĩ tôi dùng chuyện tình cảm PA. Những điều đã qua trong cuộc đời tôi thì tôi nói, chứ tôi không nói dối điều gì cả.
Chỉ là thời điểm này tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của người khác.